Vâng, toàn thể quý nhà báo, phóng viên và đại diện các hãng thông tấn báo chí đã đến với buổi họp báo về triển lãm ngành điện lạnh, nhiệt và thông gió Bangkok ISW 2019 và triển lãm ngành điện và điện tử Bangkok E&E 2019 ngày hôm nay. Good morning, distinguished ladies and gentlemen. Welcome to the press conference of Bangkok ISW 2019 and Bangkok E&E 2019 today. Quý vị thân mến, đến tham dự buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu. For us, we have the pleasure of welcoming and introducing this space guest. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vittayakorn Maninath, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan, Mr. Vittayakorn Maninath, Deputy Director General Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce of Thailand. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ati Tiantiki, trợ lý giám đốc công ty Union Corporation, Mr. Ati Tiantiki, Barrister Assistant Union Corporation. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Supapor Sumat, lãnh sự thương mại, giám đốc thương vụ Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Ms. Supapor Sumat, Consular Commercial Director of Thai Trade Center in Ho Chi Minh City. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, trưởng ban giao lưu câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn, chủ tịch Indy Việt Nam mùa 3, Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chief of External Affairs Sài Gòn, Entrepreneurs Group, Chairwoman of Indy Việt Nam Season 3. Và ngoài ra, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự diện của toàn thể quý nhà báo, phóng viên, đại diện các hãng thông tấn báo chí và các doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực điện, điện tử, phụ tùng xe ô tô và xe gắn máy đã có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Và sự hiện diện của quý vị đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của chúng tôi ngày hôm nay. In addition, we wish to thank Vietnamese reporter, journalist, manager, and Thai businessman, and all those who attend this press conference. Your participation definitely contribute to the success of the event. Kính thưa quý vị, và để mở màn cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay, sau đây xin mời tất cả quý vị của chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để cùng xem qua một đoạn video sau đây, Team Thailand. To kick off this morning program, please enjoy the video, Team Thailand.